Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Tâm sự với Mèo. Thì đây là một chương trình mà Mèo muốn có thể ngồi lắng nghe câu chuyện của các bạn, nghe các bạn chia sẻ về những góc khuất, những nỗi niềm, những vui buồn của các bạn mà không biết chia sẻ cùng với ai. Và các bạn đã tin tưởng gửi gắm cũng như là liên hệ tìm đến Mèo thông qua Facebook, TikTok hay là Gmail để mà mong muốn chia sẻ câu chuyện của các bạn đến với chương trình cũng như với Mèo. Mèo biết là có rất nhiều bạn với những nỗi niềm, những tổn thương về tâm lý, những biến cố trong cuộc sống khiến cho các bạn dần khép kín mình và không muốn chia sẻ cùng với ai. Nhưng chia sẻ là một trong những cái nhu cầu rất là quan trọng, thiết yếu trong cuộc sống để các bạn cảm thấy các bạn vẫn còn được tồn tại, vẫn còn được yêu thương, vẫn còn được quan tâm. Nếu thực sự xung quanh các bạn không có ai có thể lắng nghe các bạn, thì các bạn có thể gửi câu chuyện của các bạn về với Tâm sự với Mèo. Về danh tính, nếu như các bạn không cảm thấy thoải mái, Mèo sẽ cam kết là sẽ bảo toàn danh tính của các bạn. Chỉ cần các bạn có thể thoải mái, vui vẻ, chia sẻ để các bạn có một cuộc sống vui vẻ và tích cực hơn. Và ngày hôm nay xin mời các bạn khán giả sẽ cùng lắng nghe cũng như trải lòng với câu chuyện và tâm sự của bạn nhân vật ngày hôm nay nhé. Hello, mình tên là Kendra. Mình sống ở Mỹ cũng khoảng chừng 16 năm rồi mà bây giờ mình đang về Việt Nam để sinh sống và làm việc. Hôm nay đến với chương trình này em có muốn chia sẻ một câu chuyện gì đó của em không? Cái câu chuyện của em là cũng... Em nghĩ cái lý do tại sao em về Việt Nam để sinh sống, tại vì ở bên Mỹ thì đúng ra là bây giờ em đang ngồi ở trong trường y rồi. Hồi xưa thì em học hóa sinh với lại tâm lý để được cái đường đầu tiên mà em tính đi là em tính vô trường y, em học làm bác sĩ thẩm mỹ. Nhưng mà một ngày đẹp trời nào đó em đã quyết tâm là em điên điên lên chút xíu, em kêu ba mẹ là em không có vô trường y nữa, em về Việt Nam em làm diễn viên. Mà cái quá trình đó thì em nói thì nó cũng hơi dòng dài chút xíu, tại vì ở bên Mỹ thì đúng ra là cái quyết định này nó không có phải là đột xuất. Lúc em 12 tuổi thì em đã bắt đầu em nhảy hip hop rồi, nên em cũng biểu diễn trên sân khấu cũng khá lâu, nên học cũng không phải là chính với em cũng nói thiệt là em cũng thích biểu diễn, em cũng thích làm nghệ sĩ. Nhưng mà có điều về ba mẹ thì nhất quyết là không có cho vô mấy cái ngành này, tại vì nói là không có đủ lương, không có bình an, nên tự lo lắng cho mình. Nhiều khi mình cũng không có biết là có làm được hay không, nên vô bác sĩ thì chắc ăn hơn chút xíu. Cũng có nhiều lúc mà em nghĩ là em cũng sắp vô được cái cửa này rồi, em nói thiệt là cũng có đa số lúc em khoảng chừng cấp 2, em quên mấy tuổi rồi, nhưng mà ở trong cấp 2 thì em cũng làm global audition, em cũng thử cast vô một cái công ty, một cái K-pop company ở bên Hàn Quốc. Đúng ra thì em vô được vòng đầu rồi, em lọt vô vòng đầu rồi, nhưng mà để bắt đầu vòng thứ hai thì mình cần ba mẹ đồng ý, tại lúc đó thì đâu có ai hơn 18 đâu, đâu có ai tự quyết định cho mình được. Nên lúc đó nói cho ba mẹ biết thì ba mẹ nói là đừng có mờ tới. Xong rồi lúc em lớn hơn chút xíu nữa thì lúc đó em đang ở trong đại học. Lúc em ở đại học thì em cũng nghĩ là thôi mình thử thêm một lần nữa để coi làm sao. Thì em thử vô một cái công ty ở Việt Nam nó gần hơn, mong sao là họ đồng ý, nhưng mà điều cuối cùng em vẫn lọt vô được. Nhưng mà lúc đó em đang ở trong đại học nên em sắp có cái bằng rồi, mà có điều em chưa có cái bằng. Nên tất nhiên là ba mẹ nói là sắp vô rồi. Lúc đó thì trả tiền cũng khoảng chừng gì 20.000 rồi. Bây giờ bỏ thì mày khủng quá. Nên em vẫn không có bỏ, nên em không có bỏ được, em vẫn cần học xong cái bằng của em. Nhưng mà giống như là mình có hai cơ hội để mình vô được cái ước mơ của mình rồi á, nhưng mà có điều mình bỏ, nhưng có điều mình phải bỏ, mình bị chặn ngay cái khúc cái đường đó, thì em nói thiệt nó cũng hơi uổng chút xíu. Đúng ra nếu mà em không có cơ hội đó thì em không có nói gì được, tại vì không có ai thấy là em vô cái ngành này được. Có cái cơ hội đó rồi, coi như là mình qua được vòng 1 rồi, thì cũng có người thấy là ồ,
cái đứa này nó làm được cái nghề này. Lúc đó thì nó hơi chát chút xíu, lúc đó cũng giận ba mẹ lắm, nhưng mà điều cuối cùng thì em cũng học xong cái bằng của em. Tại vì em nói thì không phải là mình học không vui, tại vì em cũng có nhiều cái cũng có nhiều cái experience, cũng có nhiều cái câu chuyện ở đại học, nó cũng rất là vui vẻ, nó cũng rất là giống như là giúp em trở thành cái người mà em bây giờ. Nhưng mà lúc mà em quyết định em đổi ngành thì cái đó cũng là một số phần là tại vì em đã thích cái ngành này rồi, em đã đi theo cái ngành này rồi, em cũng có cơ hội vô cái ngành này rồi, nên em thấy em cũng làm được. Cái thứ hai đó là tại vì em ra trường sớm, em ra trường trong 3 năm thôi. Lúc đó thì em đã ra trường rồi, em đang đi chơi. Nói thiệt là em ra trường sớm để em đi chơi 1 năm. Nên trong cái năm đó thì bạn bè của em, mọi người còn phải đi học hết, mọi người còn ở trường với nhau. Thì em cũng không có biết nhiều thông tin về về họ đó. Mình cũng nói chuyện với nhau nhưng mà điều mình không có gần giống như là lúc mình còn học á. Tại lúc mình còn học thì mình thấy nhau mỗi ngày nên nó dễ hơn. Nhưng mà đột xuất mong may là lúc đó em đang ở Việt Nam. Tại vì cái năm nghỉ đó, may là lúc lúc đó em đang trở về Mỹ rồi, em đang sống ở Mỹ. Một người bạn của em, nói thiệt là em cũng không có thân người bạn đó lắm, nhưng mà có điều là mình nói chung là mình cũng biết nhau, nhưng mà điều bạn đó đang sống ở bạn thân của em. Và hồi xưa em với các bạn đó nên sống chung với nhau, nên mình sống chung với nhau hơn 2 năm. Nên lúc mà em thấy cái tin của Chuck nhắn cho em, em thấy ủa hơi kỳ kỳ. Trong cái đầu em á thì em thấy ủa, tại vì mình đâu có nói chuyện với Chuck bình thường đâu. Lúc mà nói hey Kendra, I need to talk to you, nghe anh cần nói chuyện với em, là em rất là nghi có chuyện gì đã xảy ra. Nên lúc đó thì em cũng đó thì là em cũng không có nghĩ là chuyện gì thật là xấu sẽ xảy ra, nhưng mà em không biết trong đầu em nó suy nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà em nhắn tin cho bạn của em nhắn tin là hey, are you alive? Tôi nghe em nhắn tin là hey, mày còn sống hay không? Cái câu đó đúng là lúc đó em chưa biết cái gì hết, nhưng mà cái câu đó là cái câu đầu tiên mà đều em nhắn bạn em. Thì lúc đó em gọi điện cho mấy đứa mà đều còn học ở trong trường. Thì tụi đã nói em là Leo, thằng bạn của em với lại chị của nó mới bị tai nạn xong. Nên chị của Leo thì mất ngay đó luôn, còn bạn em thì đang ở bệnh viện. Lúc đó thì em nói thiệt, lúc đó thì Leo còn ở bệnh viện nên em nói thiệt là em lo, nhưng mà có điều tại vì em biết là bạn nó đang ở bệnh viện đó, nên em cũng giống như là mình đơ ra, mình không có tin tưởng được. Ngày hôm đó bạn bạn em là đạo Chúa, em là đạo Phật, nhưng mà ngày hôm đó là coi như em cầu nguyện hết nguyên ngày luôn. Nhưng mà cuối cùng thì sáng sáng hôm sau, thì tại vì hồi xưa em với Leo là sống chung với nhau nên ba mẹ của Leo cũng rất là thân em. Sáng hôm sau là mẹ của Leo gọi em là bạn em đã mất rồi. Nói thiệt lúc đó em cũng không biết sao nữa. Tại vì lúc tụi em mới 20 rồi, tụi em mới ra trường. Actually, bạn em chưa ra trường. Hai tuần sau em ở cũng khá xa trường em. Hai tuần sau là em phải bay ra để em giữ đám ma của bạn thân của em. Trong cái ngày hôm đó em nói thiệt là cũng tụi em cũng chả có ai tin được cái sự kiện của mình hết. Tại vì tụi em ai cũng mấy tuần trước đó tụi em còn party, tụi em còn tiệc tụng với nhau, tụi em còn chơi bời với nhau. Xong rồi 2 tuần này tụi em phải đi đám ma cho bạn thân của em. Nên ngày hôm đó cho dù mọi người bình thường gặp nhau rất là vui, cũng có nhiều người giống em nữa, giống như anh chị đã ra trường rồi cũng sẽ về, nhưng mà ngày hôm đó không có ai cười nổi hết. Bạn đã mất có ảnh hưởng gì tới cuộc sống mà mình có quyết định gì đó không? Dạ thì cũng có, tại vì bạn em mất
cũng khá sớm mà có điều tại vì hồi xưa em sống chung với nhau mà nên em biết tất cả vừa có giờ em biết là bạn em muốn làm gì nữa mà có điều anh không có làm được gì mà mình muốn hết trước khi anh chết nên em cũng suy nghĩ là ủa giờ mình đang sống mình có cái cơ hội để mình tiếp tục cái cuộc sống của mình mà giờ em nếu mà em làm cái thứ mà em không thích á em đã phí cái thời gian đó tại vì em nói thiệt nếu mà bạn em nó không mất á thì em cũng không có suy nghĩ kiểu này tại vì cái đời mình thì mình sống rất là ít nên nếu mà mình cần phải làm cái thứ mà mình không thích làm á thì nói thiệt lúc mà mình đi á nó rất là buồn nó rất là chán tại vì em nói là hồi xưa tới giờ rồi em nhất quyết là em muốn đi vô nghệ thuật nên coi như cái đó là cái final push cái đó là cái điều mà cái lúc mà để nó đá em ra khỏi giống như là cái mơ màng của em á mình em đã quyết định em muốn làm cái chuyện này lâu lắm rồi mà có điều lúc nào em cũng bị ngừng hết mà có điều bây giờ nó không có ai ngừng được em đã hơn 18 em đã ra trường rồi nên bây giờ nếu mà em còn chắc chờ nữa thì nói thiệt cái đó thì cũng lỗi em thôi không có lỗi ai hết nên sau sau cái giai đoạn đó thì cũng khá là nhiều thứ nó làm em suy nghĩ lại cuộc đời của em nên cuối cùng em quyết định là em đổi hướng hoàn toàn luôn em quyết định là em kêu ba mẹ là thôi cho dù từ nhỏ tới giờ em đã định hướng là em sẽ đi bác sĩ em quyết định bây giờ là em ngừng hết mọi thứ để em đổi nghề em muốn làm nghệ sĩ và nhưng mà ba mẹ em thì gia đình em là bác sĩ hết nên là không gia đình không có ai mà có điều đồng ý được với lại cái quyết định của em hết á coi như là một tháng sau trước khi mình xong em nói cho gia đình cái quyết định của em thì nhà giống như là chiến tranh mẹ mẹ thì la khóc mỗi ngày mỗi 2 ngày còn ba thì coi như là ba dễ, dễ sợ nhất ba em ru luôn nhưng mà thì mong sao tại vì chị hai của em ít ra gì thì chị hai cái câu mà chị hai nói đầu tiên nghe em á là you're stupid but you're my sister so I'm gonna help you chị hai basically nói em á là ê cái câu chuyện cái quyết định của mày ngu thiệt nhưng mà đều nếu mà mày cần giúp á thì tao sẽ giúp mày nên chị hai giúp lại thuyết phục mẹ để mẹ ít ra gì thì cũng giảm bớt nên bây giờ ba mẹ em thì không có nói cái gì nữa nhưng mà có điều nhiều khi thì cũng hơi căng căng chút xíu cái đó thì em nghĩ không bao giờ mất đâu trừ khi nào mà em vô ngành thành công lúc em bắt đầu diễn xuất thì em cũng học diễn xuất ở bên Mỹ cũng ở hai cái studio cũng khá có tên tuổi với nhau mà tại vì em biết là em vô ngành hơi trễ bình thường người ta bắt đầu học rất là trẻ em vô lúc mà em ra trường rồi em vô lúc em khoảng chừng 21, 22 mà có điều ngay lúc đó là 20, 20 nữa mình bị chặn ngay Covid luôn nên 2 năm em phải ngồi đơ đó mình không có làm gì được hết nên cái plan của em nó còn trễ hơn nữa nên lúc em bắt đầu học thì em lo em học thôi tại vì em biết là mình thiếu người ta rất là nhiều từ nhỏ tới lớn em học nhảy nhưng mà thì em không có học diễn xuất nên em tự biết là cái ngành này nó khó vô nên em lo em nhất quyết là em lo em học nên em cũng không có đi casting nhiều nữa nhưng nên em cũng nói thiệt là em không có biết là cái năng lực của mình nó có đủ đi vô không nhưng mà em cast ba gái em cast một cái phim ngắn cái đó thì giống như là phim học sinh ở đây á thì cái đó là em đoạt được nhưng mà cái đó là phim ngắn thôi nên em cũng á thì là em cũng chưa chắc nữa nên cái thứ ba là cái lý do cuối cùng mà em thấy em quyết định để trở về Việt Nam
Cái thứ ba là một cái TV series gọi là The Sympathizer. Cái series đó có cái open casting call, mà cái open casting call này là worldwide, tức nghĩa là cho tất cả mọi nước, miễn sao là người Việt Nam biết tiếng Việt. Em cast vô cái television series đó, nó thiệt là tại vì nó mở hết cho tất cả mọi nước, tức nghĩa là em biết là em phải cạnh tranh với rất tất cả mọi người rất là nhiều. Nên em cũng không nghĩ là, em nghĩ là em cast thôi là chắc chắn em không có vô. Ý của em là em cast đại à. Nhưng mà điều cuối cùng em loạt vô thêm 3 vòng nữa, em loạt vô được 3 vòng casting call với lại casting director. Cuối cùng em không có được cast nên mình biết cái kế hoạch, mình biết cái plan rồi. Nhưng mà có điều là nên em suy nghĩ nếu mà em cast vô mà em cạnh tranh được với nhiều người như vậy thì ít ra gì thì mình cũng có một cái chút xíu, cũng có một cái cơ hội để mình vô để thành công. Nhưng mà em thấy bên Mỹ á, thì em nói thiệt, tại vì em là người châu Á, em vô Hollywood rất là khó. Tại vì bên Mỹ bây giờ cho dù mình có Simon Liu, mình có like Michelle Yeoh, mình có Kerry Washington, nhưng mà cái số của người châu Á của mình mà mình làm nghệ sĩ, mình làm diễn viên thành công á, so với người Mỹ, người Mỹ rồi mấy cái người nước ngoài, nó rất là ít, nó không có bằng nhau. Nên em quyết định là em về Việt Nam thử. Nên bây giờ em đang sinh sống ở Việt Nam, em đang học diễn xuất ở Việt Nam luôn. Mà lúc về Việt Nam á, thì cái environment này nó khác nhau hoàn toàn luôn với việc casting. Tại vì bên Mỹ em cũng đi casting vài lần nên em cũng biết là mình cần làm 1, 2, 3 bộ. Nhưng mà lần đầu tiên em về Việt Nam, lần đầu tiên em đi cast ở Việt Nam thì wow, em bị chơi một cú rất là quá, nó khác nhau hoàn toàn luôn. Tại vì ở bên Mỹ lúc đó thì cũng còn Covid, nên một là mình cast trên Zoom, còn hai là mình cast mình có giờ riêng của mình đi. Đạo diễn đã đưa cho mình cái style, cái lưu mình thoải trước rồi, mình chỉ cần học xong rồi đúng đúng mình giờ mình vô mình đi cast xong rồi hết giờ của mình, ba chục phút sau có người người khác đi cast, nên mình không có thấy được là mấy người khác họ diễn sao. Lần đầu tiên em đi cast ở Việt Nam lần đầu tiên, một là em phải nhớ thoại bằng tiếng Việt rất là nhanh, tại vì sáng hôm đó mình có 4 trang thoại trong khoảng chừng 20 phút để mình học. Lần đầu tiên em phải làm như vậy, cũng là lần đầu tiên em cast mà em phải ở trong cái phòng chung với lại tất cả mọi người khác, nên tất cả quyết định khác, như tất cả như cả mấy cái thí sinh khác, người ta diễn cái nhân vật của người ta sao em thấy hết. Nên lần đầu tiên mình làm như vậy thì nói thiệt em run run không thể nói nổi luôn. Xong rồi ngày hôm đó là coi như em không làm được gì hết, em lên em diễn mà có điều cái chữ đầu tiên của em ra em thấy em cứng đờ. Nên nói thiệt là ngày đó là tất cả mọi thứ là không có vô đầu cho em hết, nhưng mà có điều nó cũng là một cái để mình học được. Tại vì em đã làm chút xíu ở bên Mỹ rồi nên em nghĩ em biết ở Việt Nam sẽ ra làm sao. Nhưng mà có điều sau cái lần đó thì em biết là mình thiếu rất là nhiều để mình về Việt Nam, nên cái đó cũng là một cái để mình học, mình cần phải mạnh hơn về ABCD. Nên ít ra gì thì cho dù ở bên này nó cũng khó, nó cũng có gì, nó cũng khó, nó cũng khác, nhưng mà có điều là mỗi lần em đi học, mỗi lần em đi cast, ít ra gì em học được một cái gì đó mới để em tự là em improve với bản thân của em chút xíu. Một cái bất lợi mà em đã biết nếu mà em tham gia nghệ thuật ở Việt Nam đó là gì không? Em biết cái bự nhá. Dạ em Việt kiều nên em nói thiệt là em nói tiếng Anh nhiều hơn em nói tiếng Mỹ. Em sống ở Mỹ từ lúc Em em nhiều hơn nó tiếng Mỹ không? dạ, đúng rồi, em sống ở Mỹ từ lúc em 9 tuổi 9 tuổi tới bây giờ cũng là khá lâu. Không, vậy lẽ là phải nói tiếng Anh nhiều hơn nó tiếng Việt. Em nói mà em cũng nghe được nhiều khi. Đúng, em nói em rành tiếng Anh hơn tiếng Việt rất là nhiều, và em cũng không có phải là em quên hoàn toàn luôn. Tại vì
Ở gia đình em nói tiếng Việt, gia đình em thì mẹ nói tiếng Việt không ạ. Với vậy với lại em sống ở em sống gần Westminster. Nếu em nghĩ là đa số nếu mà người Việt mình biết là ở bên Mỹ nó làm sao, đa số người Việt thì sống ở Westminster hay là Houston. Nên cái khu em ở lúc về em lớn lên á cũng đa số là người Việt cũng nhiều lắm, nên mình đi ra ngoài mình tiếp xúc với người ta cũng có mấy cô chú từ Việt Nam qua rất là nhiều, họ mở nhà hàng, họ mở mấy cái quán bán á, nên thảo chuyện bình thường á thì em cũng nói bằng tiếng Việt, nhưng mà có điều mấy cái từ vựng hơi khó thì em học ở bên Mỹ rồi, nên ở bên Việt Nam á thì em không có nhanh bằng, em học có lẹ bằng. Ít ra gì thì may em còn đọc báo được nên em còn đọc thoại được, nhưng mà có điều em đọc hơi chậm chút xíu, em đọc chậm hơn người ta, nên lần đó bị đưa bốn trang trong 20 phút, mà bốn trang đó không phải là bốn trang dễ nữa. Nếu mà mỗi người thoại nhau một câu 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 thì ít ra gì cái đó cũng dễ, cái đó cũng nhớ rõ được, nhưng mà điều bốn trang này có vài khúc nó đoạn. Dạ đúng rồi, phải thuộc. Em không có năng gì với một cách có làm được không? Dạ không có nhiều không. Thì em nhớ được hết, em cũng ráng em nhớ được hết nguyên cái lời thoại đó, em nhớ đúng luôn, nhưng mà có điều lúc em nhớ xong á thì em không có phân được cái vai diễn của em đúng, tại vì mình phải quyết định là ồ cái vai của mình, họ cái người cái tâm lý của họ làm sao, họ sẽ xử lý chuyện này kiểu gì kiểu gì kiểu gì. Nếu mà em có thoại trước rồi thì bình thường em phân ra được dễ hơn, tại vì em có thời gian để em suy nghĩ về cái nhân vật của em, nhưng mà điều lúc đó mình gấp quá, mình gấp quá mà em đã quýnh rồi để em nhớ hết lời thoại của em, nên em suy ra cái nhân vật của em ta không có, em nói thiệt em cũng phải là em cũng hay mình về vụ này, em suy ra không có ra gì. Nên ngày hôm đó là coi như em cast là không có gì vô đâu hết, tiếng Việt của em bình thường em đọc tiếng Việt được, em nói thiệt là lâu lâu em cũng quên chữ, tại vì em biết 2 tiếng nên nhiều khi cái áp dịch trong này nó hơi chậm chút xíu, nên em lỡ nếu mà em nói một câu em lỡ em quên chữ thì em xuất ra một tiếng Anh luôn, nhưng mà có điều bình thường thì em mới nói xong thì em nhớ ra cái chữ mà em cần tiếng Việt là gì. Tại vì nếu mà em phải vừa nhắm lại thì em sẽ quên diễn xuất rồi. Tại vì diễn xuất em nó cũng sẽ bị xuống. Em hỏi đó là tại vì muốn nắm tay xong cái lợi thế em là tiếng Anh. Nhưng Mỹ thì tại sao em không phát triển cái sự nghiệp này ở Mỹ? Ví dụ như ở Mỹ cũng có một cái những cái nền điện ảnh mà mọi người vẫn ao ước được chạm tới Hollywood chẳng hạn. Tại sao mình không làm một người châu Á mà nổi tiếng ở Hollywood? Nó sẽ nếu mà cái thứ đó em sẽ có nhiều khả năng hơn là về Việt Nam với cái vốn tiếng Việt của mình thì sẽ bị hạn chế giai rồi bị hạn chế dự án thì tại sao lại lựa chọn về Việt Nam? Em nói thiệt, tại vì nếu mà cái quyết điểm của em, nếu mà cái mà em yếu á là về cách nói chuyện tiếng Việt của em á, cái đó em tập dễ hơn, cái đó em nói thiệt em tập dễ hơn ở Việt Nam. Còn cái thứ hai á là người em đã nói rồi, người châu Á của mình vô Hollywood nó rất là khó, mấy cái vai mà mình được chọn vô toàn là bình thường nó gọi là bên Mỹ nó gọi là typecast, nên mấy cái vai đó toàn là mấy cái vai mà đa số là nó thấy người châu Á làm không à, giống như mấy cái vai bác sĩ, mấy cái vai luật sư, mấy cái vai mấy, nếu mà học ở trong trường thì mấy cái đứa mà nó học giỏi nhất nhưng mà nó không biết nói chuyện với người khác, mấy mấy cái vai đó là bình thường mấy cái vai người châu Á của mình được bị đẩy vô. Tại vì để em nói ra bên Mỹ em cast, em đi cast cái lần đầu tiên em đi cast á, là đúng ra em đi cast cho một cái nhân vật khác. Họ giống như là họ tự tin hơn, họ nói nhiều hơn, nhưng mà cuối cùng người ta thấy mặt em, người ta chưa em chưa nói gì hết, người ta thấy mặt em và nói ồ khác cái vai khác đi, cái vai đó là cái vai mà em đã nói là stereotypical Asian, tức nghĩa là cái người đó là không biết nói chuyện nhiều, người đó rất là chỉ chăm chỉ học thôi, không có tiếp xúc được gì khác ngoài trường học hết á. Mà có điều cái mấy cái nhân vật đó là mấy cái nhân vật mà em nói này em không muốn chơi, là em không muốn chơi tại vì nó khác cái tính cách của em quá, nên em cũng không biết là em làm được mấy cái nhân vật đó không từ đầu nữa, nhưng mà điều họ diễn đạo diễn lúc mà thấy mặt em thì chỉ thấy oh you fit a nerd. Nên nếu mà em ở Mỹ thì em nói thì mấy cái vai mà em
em được chọn á, nó cũng rất ít, nó cũng rất ít mà nó cũng na na, em nói thiệt, nó cũng na ná nhau à. Tại vì châu Á ở bên Hollywood chị cũng thấy rồi, được nổi thì cũng có vài người thôi à, mà đều trong khi đó thì mấy người người nước ngoài, cái số lượng của người nước ngoài đã được nổi, đã được tên tuổi của họ nổi lên rất là nhiều, nó không có công bằng, nó không có fair ở bên Mỹ. Nên em nghĩ là ít ra gì ở Việt Nam, thì tại vì mình là người châu Á hết mà. Nếu mà em thử vai thì em muốn thử vai, em muốn vô em thử vai nào cũng được, nên người ta không có bắt em là em đi vô một hướng thôi. Nên nếu mà em thử mà em không được cái vai thì cái đó là ít ra thì cũng tại vì em không phải là, tại vì em là người châu Á. Bởi vậy nên thấy ít ra gì mình lợi về Việt Nam thì nó cũng lợi hơn cho em, cho dù em phải tập nói tiếng Việt. Chị cảm thấy là nhưng mà công việc mềm của bên Mỹ nó khá là lớn đúng không? Mà em có những cái khó khăn cho những cái lần nào mình cảm thấy bức xúc vì cái sự nặng công việc đó. Dạ thì cũng em thì cũng có, nhưng mà em có ở trong diễn xuất, em cũng có ở trong Không, kể biểu cả diễn. trong cuộc sống luôn Dạ đó. đúng là biểu diễn thì người châu Á của mình, trong lúc mà chị biểu diễn trong một nhóm thì cũng có người đứng trước, có người đứng sau, đa số người đứng trước không phải là tùy, tất nhiên cái này tùy đội, em không có nói là tất cả mọi thứ, nhưng mà có điều đa số người đứng trước không phải là người châu Á của mình, tại vì họ nhìn cái bản mặt trước. Xong rồi nếu mà chị đi làm ở trong công ty thì cái số lượng của người châu Á là được lên mấy cái chức cao á, nó thì cũng khá thấp cho mấy cái công ty bự, trừ khi nào tất nhiên là cái công ty đó của người châu Á làm ra, cũng người châu Á làm sếp, giống như Microsoft, mấy cái công ty đó để lên chức á, thì em nói thiệt đa số là người nước ngoài đa số là người nước ngoài ra, không phải là người Việt Nam, không phải là người châu Á mình không có, nhưng mà điều nó khó hơn để mình đi lên. Mà cái về racism, cái khác nhau á, thì em nói thiệt tại vì em sống ở Cali. Một cái lợi hại của Cali á, tại vì ở Cali mình có rất là nhiều người từ rất nhiều nước khác nhau, nên em sống ở trong một cái environment mà em có rất là nhiều culture, nên không nói thiệt là kỳ thị thì cũng không có ai kỳ thị nhau nhiều hết á. Nhưng mà em biết là nếu mà mình đi qua mấy cái nước khác á, mà giống như là ở ngay chính giữa Mỹ á, thì có thể cái này hơi kỳ kỳ chút xíu. Ở bên Mỹ, người châu Á của mình á, bị phân biệt á, thì không có bị phân biệt xấu, đa số là mình bị là nó không có friendly, nó không có vui vẻ, hay là không biết nói chuyện với người khác, nó chỉ có chăm chỉ học không à. Mấy người mà bị phân biệt nhiều nhất là Mỹ đen, African American, họ thì cái này là nó nói thiệt là nó không có này sao có vui, nhưng mà có điều African American sống ở Mỹ nó khó hơn rất là nhiều, tại vì mấy đứa bạn của em nói mình nó đi đâu người ta đi đâu cũng bị nhìn hết á, và bị nhìn tại vì cái da của người ta, không phải là bị nhìn tại vì người ta có làm gì không, tại vì có nhiều người người ta không có thích da đen cho dù họ không có làm gì hết, nhưng mà chỉ có gặp một người da đen thôi là họ đã giống như là họ ngại, xong rồi họ họ suy nghĩ là ủa người này có phải là có làm gì sai không, có phải là criminal không á. Nên bên Mỹ cái này cũng hơi buồn để nói, nhưng mà có điều bên Mỹ cái chuyện đó thì cũng còn khá nhiều. Người Việt Nam mình thì không có bị cái kiểu đó, thì người Việt Nam mình, người châu Á mình thì cũng đỡ hơn, nhưng mà về kỳ thị thì bên Mỹ cũng không có phải là perfect. Ở Việt Nam sẽ có rất nhiều bạn trẻ họ muốn đi qua ngoài Mỹ, Úc hay là nước ngoài để mà học và để sống định cư, người ta hay nói là cái nước Mỹ á, khi mà người sống
sống nhiều ở Mỹ, mà nếu mà mày đang gặp những cái bạn mà đang ở những vùng Mỹ thì mình sẽ để cho kiểu như là sáng mắt ra. Ngay cả bản thân em khi mà ở Mỹ hay là về Việt Nam thì em thấy cái môi trường nó khác nhau như thế nào, bạn thích ở đâu? Em thấy là coi như là mình sống ở đâu mình cũng phải làm research, mình cũng phải tìm hiểu trước hết, tại vì mỗi nơi thì cũng có ích lợi, mỗi nơi thì cũng có bất lợi mà. Nên là bên Mỹ thì em nói thiệt, cái American Dream, cái ước mơ Mỹ mà chị nói á, là nó tùy theo người, nó rất là tùy theo người, mà nó cũng là vì họ, nếu mà người mà muốn di chuyển qua Mỹ sống thì nó cũng phải coi họ muốn gì từ nước Mỹ. Nếu mà cái goal của họ, cái ước mơ của họ là để con cái của họ học trưởng thành á, hay là nếu mà tuổi giống em hay mấy em trẻ hơn chút xíu mà đang học đại học muốn qua Mỹ á, nói thiệt thì em thấy là nên đi. Tại vì bên Mỹ mình họ, một cái lợi của Mỹ là mình được tiếp xúc với rất nhiều người, rất nhiều cái ý tưởng khác nhau, nên mình cởi mở hơn rất là nhiều. Cái đó cho mấy người trẻ thì rất là tốt, em nói thiệt. Nên nếu mà cái goal của mình là như thế thì mình nên đi để mình thử. Nhưng mà nếu mà cái goal của mình là cái ước mơ của Mỹ, cái American Dream bên Mỹ, mình nói là một cái nhà và phòng, có cái hàng rào, xong rồi cái gì, nếu mà ước mơ mà để có một cái gia đình tốt đẹp như vậy á, thì em thấy phải rất là coi chừng. Tại vì bên Mỹ mình nói là sống dễ lắm, nó không có sống dễ đâu. Nếu mà mình là người lớn, nếu mà mình còn phải đi kiếm tiền, nó không có dễ chút nào hết á. Tại vì tất cả mọi thứ bên Mỹ, một nó rất là mắc, hai á là về việc healthcare, về chữa bệnh, là mấy cái đó nó mắc hơn Việt Nam rất là nhiều luôn. Mà cái điều insurance, bảo hiểm bên đó thì trả cũng không nhiều nữa. Còn giờ làm bên Mỹ thì nó cũng thì tùy theo chỗ, nhưng mà đa số thì nó cũng nhiều so với cái số tiền mà mình được, so với cái số lương của mình. Xong rồi thuế bên Mỹ thì mọi người cũng biết, thuế bên Mỹ tùy theo ở đâu nhưng mà đa số cũng rất cao. Nên bên Mỹ em nói thiệt là nếu mà mình kiếm tiền á, thì mình kiếm tiền rất là khó. Nên nếu mà mình muốn qua đó thì mình phải suy nghĩ lại là cái goal của mình là cái gì. Tại vì nếu mà mình muốn qua đó tại vì mình muốn giàu á, thì nó không có dễ chút nào hết á. Nhưng mà nếu mà mình muốn qua đó tại vì mình muốn con cái mình giống như mẹ em, nó học ở trong một cái environment này rất là khởi mở, rất tiếp xúc với rất nhiều thứ lạ, thì cái đó em thấy bên Mỹ nó làm rất là tốt. Còn ở Việt Nam thì người Việt nhiều hơn chứ. Ở Việt Nam thì em nói thiệt, em cũng không có nói 100% được, tại vì em là người nước ngoài. Cái lương mà em kiếm được thì nó cũng cao hơn người Việt chút xíu rồi. Nhưng mà đồ ăn rồi đi khám bệnh ở Việt Nam so với ngay cả là gì ta, tiền thuê nhà, tiền thuê mấy cái đó ở Việt Nam nó rẻ hơn bên Mỹ rất là nhiều. Mà nếu mà mình so sánh cái phần trăm của lương mình cần phải trả ở bên Mỹ để cho mấy cái đó, là cái phần trăm ở bên Việt Nam á, ở bên Việt Nam cũng lợi hơn. Nên về cuộc sống bình thường á thì em thấy ở Việt Nam nó dễ chịu hơn chút xíu. Nhưng mà về giống như đề cởi mở, về tiếp xúc với lại mấy cái culture khác nhau thì tất nhiên là Việt Nam mình nó kém hơn Mỹ rồi, tại Việt Nam mình đa số là người Việt. Còn nếu mà mình muốn tiếp xúc với người nước ngoài á, thì mình phải ráng tìm người ta. Nó không có nhiều bằng nên mình đa số là mình sẽ nói chuyện với người Việt. Em về đây cũng phải chừng 5 tháng rồi. Em cho mình khoảng thời gian bao nhiêu để thử sức vấn đề nói xong xong với tạm biệt em? Nói thiệt là em cho mình có 1 năm thôi. Cái số này nó cũng đối với em nó cũng quá ít, nhưng mà có điều trong năm đó ít ra gì, nếu mà mình vô được một cái thì em cũng thấy là mình cũng thành công ở trong cái thời gian đó.
Thì trong đó thì mình thì lúc đó thì mình ở lại tiếp, mình ở lại thêm. Mình thấy sau 1 năm chưa đạt được cho nó. Tìm gì khác. Và sẽ rồi không làm gì nữa tiếp. Dạ có thể là em làm cái khác, tại vì em cũng có cái bằng của em nên ít ra gì nếu mà em đổi nghề lại á, thì em cũng có hướng để em đổi. Dạ. Thay vì lúc mà em chưa học xong. Dạ đúng rồi, nên bây giờ đang ráng rất cố gắng. Ba hỏi là có mong là em không có quay lại. Sao vậy? Ba thì nói thiệt ba không có phản ứng gì hết. Ba chỉ nói là ok. Tại vì em về đây nếu mà ba sẽ lo cho hết. Em miễn sao em tự tìm đường em vô thôi. Còn mẹ thì mẹ rất là phong phú. Mẹ thì bắt đầu giống như là đẩy em ra cái đường khác. Ồ, ở Việt Nam em có cái bằng này nè, em có làm được cái này, em làm được cái đó, em làm được cái kia. Mẹ em thì hơi quyết tâm hơn chút xíu về việc đó. Ví dụ với những gì mà nãy giờ em chia sẻ, em có muốn thông qua đó gửi một cái thông điệp gì tới các bạn sinh viên mình? Chị nghĩ là em nên công kết vào cái việc mà em thấy bạn mất xong em quyết định một cái cú bút để mà em tự sống là chính mình. Thì em nói thiệt là trên đời mình quên cả mình sống ở trên cái trái đất này cũng rất là ít thời gian, nên trong cái thời gian đó em nghĩ là mình nên làm hết tất cả mọi thứ mình muốn làm, ít nhất là mình còn thử một lần. Nếu mà mình không thích thì thôi, nếu mà mình thích thì ít ra gì mình biết là cái gì sẽ làm cho mình vui, cái gì sẽ làm cho mình thấy là mình có lợi trong đời hơn. Để nó gì giống như là trước khi mình chết, hay là không có phải trước khi đó nữa, 40 năm, là 30 năm, 40 năm, 50 năm sau này mình thức dậy mình không nghĩ là ồ, mình sống mà mình không có đạt được gì hết á. Ít ra gì thì mình cũng phải, mình đã sống rồi, ít ra gì mình cũng phải sống hết sức. Cảm ơn bạn Nhung vật ngày hôm nay đã mang đến câu chuyện cũng như là dốc lòng chia sẻ những cái nỗi niềm, những góc khuất trong cuộc sống và những biến cố mà bạn đã gặp phải. Hy vọng những câu chuyện của các nhân vật gửi gắm đến Tâm sự với Mèo đều sẽ mang đến những bài học, những kinh nghiệm, những trải nghiệm để cho các bạn khán giả có thể đồng cảm, có thể học hỏi cũng như có thể rút kinh nghiệm để mà làm bài học cho chính bản thân của chúng ta trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe cũng như đón nhận chương trình Tâm sự với Mèo. Hy vọng các bạn sẽ cùng đồng hành theo dõi cũng như gửi gắm những câu chuyện của mình về cùng với chương trình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào Tâm sự với Mèo lần sau.